Thiên Lý xin kính chào khán giả của Star Talk. Thiên Lý đến với Việt Nam International Fashion Week 2016 ngày hôm nay với bộ trang phục của nhà thiết kế Công Trí. Và hôm nay thì đặc biệt mình đến với buổi diễn này để cổ vũ cho nhà thiết kế Công Trí. Là show mở màn của nhà thiết kế Công Trí với bộ sưu tập mang tên là Lúa, đã gây được tiếng vang tại Nhật Bản và đây là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng tại Việt Nam. Cái mà Kyle luôn luôn ấn tượng ở Công Trí là Công Trí luôn luôn lấy những cái ý tưởng của đất nước Việt Nam và đưa vô những cái bộ trang phục của mình. Thu Hoài mặc bộ sưu tập này do nhà thiết kế Công Trí thiết kế riêng cho Thu Hoài. Thu Hoài rất là thích với một kiểu đồ bà ba cách điệu.